Xin kính chào quý vị khán thính giả của Người Việt Channel. Tôi là Bùi Như Mai từ San Jose, California. Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về cơ quan tình báo CIA đã truy lùng thủ lĩnh của Al-Qaeda ra sao. Và đó cũng là tựa đề một bài viết của Julian Barnes và Eric Schmidt được đăng trên báo The New York Times ngày 2 tháng 8 năm 2022 do Bùi Như Mai dịch. Hoa Kỳ đã đi tìm Ayman El-Zawahiri hàng mấy chục năm qua và sự có mặt của ông trên ban công tại một cái ngôi nhà kín cổng cao tường rất an toàn ở Kabul đã tạo cơ hội để cho Hoa Kỳ tấn công. Thì sau bao nhiêu lần theo dõi cái tên thủ lĩnh của Al-Qaeda này đó, thì vào mùa xuân vừa rồi, thì cơ quan tình báo Hoa Kỳ khám phá ra là hắn ta đang ở trong một ngôi nhà kín cổng cao tường ở thủ đô Kabul, là thủ đô của Afghanistan. Và hắn có thói quen là thích đọc sách một mình trên ban công vào mỗi sáng sớm. Nhân viên tình báo CIA đó thì phải cân nhắc coi cái loại vũ khí nào mà có thể sử dụng được để giết Al-Zawahiri trên ban công mà không gây thiệt hại cho các sinh mạng của các người chung quanh. Và quyết định rõ ràng là họ sẽ dùng missile, tức là hỏa tiễn, là loại vũ khí có thể gắn vào drone, là máy bay không người lái và được điều khiển bắn từ xa. Thì cái cuộc săn lùng Al-Zawahiri này là một trong những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới, kéo dài từ trước vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và CIA tiếp tục truy lùng hắn ta khi hắn đã trở thành lãnh đạo của Al-Qaeda sau khi mà Osama bin Laden bị hạ sát và sau khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan hồi năm ngoái. Thì một sơ suất trong khi săn lùng tên này và việc tuyển dụng một điệp viên hai mang đã dẫn đến một trong những ngày đẫm máu nhất trong lịch sử của CIA. Thì cái câu chuyện đẫm máu này thì tôi sẽ kể ở phía dưới của cái bài này. Thì ngay sau khi mà Hoa Kỳ rời Kabul đó, thì CIA đã tăng nỗ lực tìm kiếm El-Zawahiri và CIA tin rằng hắn ta thế nào cũng sẽ quay trở lại Afghanistan. Và các quan chức cao cấp của CIA đã nói với White House rằng họ có thể gầy dựng và duy trì được một mạng lưới ở ngay trong lòng Afghanistan và sẽ điều khiển nó từ xa để Hoa Kỳ có thể theo dõi các mối đe dọa khủng bố. Thì quý vị biết không, đối với CIA thì việc tìm kiếm El-Zawahiri sẽ là một cách để thử cho cái kế hoạch mà họ đã đặt cái mạng lưới ở trong lòng Afghanistan, coi là kế hoạch này có khả thi hay không. Thì cái bài viết này đó đã được dựa trên các cuộc phỏng vấn với các cựu nhân viên và các nhân viên đương nhiệm cùng với các nhà phân tích độc lập, là những người đã có những nghiên cứu về cuộc săn lùng kéo dài hàng mấy thập niên qua. Và cái bài này cũng được dựa trên cuộc phỏng vấn với những giới chức trách nhiệm mà họ đã được biết về kế hoạch tấn công để dẫn đến cái cuộc đánh úp hôm cuối tuần vừa rồi. Thì hầu hết các nguồn đều giấu tên vì thông tin tình báo bí mật đã được sử dụng để tìm ra Al-Zawahiri. Trong nhiều năm thì Al-Zawahiri được cho là trốn ở khu vực biên giới Pakistan, nơi mà nhiều thủ lĩnh Al-Qaeda và Taliban đã ẩn náu sau khi mà Hoa Kỳ đem quân vào Afghanistan hồi cuối năm 2001. Thì Al-Zawahiri bị truy nã vì có liên quan đến cái vụ đánh bom tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Tanzania và Kenya năm 1998. Và CIA đã theo dõi mạng lưới những người là tay chân của cái tên này nè. Thì cái mạng lưới đó được theo dõi sát sao hơn sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan hồi năm ngoái. Và cơ quan tình báo tin rằng các lãnh đạo cao cấp của Al-Qaeda nghĩ rằng Afghanistan đã an toàn và đám lãnh đạo này sẽ quay trở lại. Và linh cảm của CIA đã đúng. Rồi CIA khám phá ra rằng á, gia đình của Al-Zawahiri đã trở về sống ở một ngôi nhà rất là an toàn ở Kabul. Thì mặc dù gia đình này đã cố gắng để không bị theo dõi và họ cố giữ bí mật về Al-Zawahiri,
Nhưng sau đó thì các cơ quan tình báo đã biết rằng Al-Zawahiri đã trở về Afghanistan. Theo ông Mick Mulroy, đó là một cựu nhân viên của CIA, ông cho biết như thế này, là CIA đã phục hồi nỗ lực để tìm kiếm Al-Zawahiri. Khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan có thể là điều tốt, vì một số lãnh đạo cao cấp của khủng bố nghĩ rằng Afghanistan đã là chỗ an toàn. Đó là ông Mick Mulroy nói như vậy. Thì quý vị biết không, cái ngôi nhà mà Al-Zawahiri cư ngụ đó, nó thuộc sở hữu của một phụ tá của các quan chức cao cấp trong mạng lưới Haqqani. Mạng lưới này là một nhánh sắt máu của chính quyền Taliban và ngôi nhà này nằm trong cái khu vực do nhóm này kiểm soát. Thì các thủ lĩnh cao cấp của Taliban thỉnh thoảng có họp và gặp nhau tại cái nhà này nè. Nhưng tình báo Mỹ cũng không biết chắc là có bao nhiêu người trong cái hàng lãnh đạo của Taliban biết chuyện là Haqqani đang che giấu Al-Zawahiri. Nếu một số lãnh đạo cao cấp của Taliban mà không biết chuyện là Haqqani đã cho phép Al-Zawahiri quay trở lại Afghanistan đó, thì cái việc mà Hoa Kỳ giết Al-Zawahiri có thể khiến cho các nhóm này hục hặc với nhau. Và chúng ta cũng không rõ tại sao mà Al-Zawahiri lại quay trở lại Afghanistan, vì từ lâu nay đó thì cái tên này nè, hắn vẫn cho phát ra các video để tuyển dụng quân khủng bố và quảng cáo cho Al-Qaeda. Và có lẽ việc sản xuất các video này ở Kabul chắc dễ dàng hơn hay sao á, và có thể là hắn ta cũng đi khám bệnh với các bác sĩ sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà không cần biết lý do là gì. Và mối quan hệ của hắn với các nhà lãnh đạo của Haqqani đã dẫn đường cho tình báo của Hoa Kỳ đến ngôi nhà an toàn này. Vì theo ông Dan Hoffman, đó là một cựu nhân viên CIA, thì Haqqani có mối liên hệ với Al-Qaeda rất là thân thiết và nó đã giúp phần trong các mưu lược chiến thuật cho Al-Qaeda. Một khi mà nơi trú ẩn của Al-Zawahiri đã được tìm thấy đó quý vị, thì CIA theo đúng sách lược như trong quá trình săn lùng Bin Laden là họ đã xây một mô hình của ngôi nhà và họ tìm cách để tìm hiểu kỹ càng về nó. Và cuối cùng thì CIA đã xác định được một người luôn lên ban công đọc sách nhưng không bao giờ rời khỏi nhà, và đó chính là Al-Zawahiri. Rồi CIA đã quyết định nhanh chóng phải hạ thủ hắn. Nhưng cái vị trí của cái ngôi nhà này đó lại là vấn đề. Vì nó nằm trong cái khu kêu là Sherpur của Kabul, là một khu gồm những ngôi nhà san sát nhau. Nếu mà dùng hỏa tiễn lớn thì có thể gây thiệt hại cho những ngôi nhà chung quanh đó. Và nếu mà lực lượng đặc biệt đổ bộ đó thì cũng sẽ không đổ quân được vì rất là nguy hiểm. Thành ra CIA không có nhiều lựa chọn để tiến hành một cuộc tấn công. Thì cái việc săn lùng Al-Zawahiri này rất quan trọng đối với CIA, vì câu chuyện đã xảy ra như thế này, như là tôi đã trình bày ở phía trên, đó là cái câu chuyện đẫm máu đó. Thì câu chuyện nó xảy ra như thế này nè quý vị. Sau khi mà Hoa Kỳ đổ bộ vào Afghanistan năm 2001 đó, thì văn phòng CIA ở cái tỉnh kêu là Khost là nơi đã trở thành căn cứ để chuyên theo dõi Bin Laden và Al-Zawahiri. Thì CIA hy vọng là một bác sĩ người Jordan, và cái ông này đã biết rõ về Al-Qaeda, tên là Human Al-Balawi. Cái tên rất là dài nhưng mà bây giờ tôi tạm gọi là Al-Balawi. Thì CIA đó, họ hy vọng là ông này sẽ giúp họ tìm ra chỗ của Al-Zawahiri. Thì cái ông bác sĩ này cung cấp thông tin về sức khỏe của Al-Zawahiri và ông ta đã thuyết phục CIA rằng tin tức của ông ta là sự thật. Nhưng thực tế, ông ta là một điệp viên hai mang. Và vào cái ngày 30 tháng 12 năm 2009 đó, thì ông ta đã đến cái trại Chapman là nơi có văn phòng của CIA với một chiếc áo tự sát gắn bom nổ. Và khi nó phát nổ thì 7 nhân viên CIA bị giết. Thì cái cuộc tấn công ở Khost đã tăng cường nỗ lực phải tìm cho ra Al-Zawahiri để tiếp tục
để CIA tiếp tục cái sứ mạng và vinh danh các nhân viên CIA đã chết. Rồi trong cái năm 2012 và 2013 đó, thì CIA tập trung cuộc săn lùng vào vùng Bắc, Waziristan của Pakistan. Thì CIA tin rằng họ đã tìm thấy ngôi làng nhỏ nơi Al-Zawahiri ẩn náu, nhưng mà các cơ quan tình báo không thể tìm thấy ngôi nhà nào mà hắn ở trong cái thị xã đó, nên không thể nào đột kích hoặc tấn công bằng drone được. Tuy nhiên vì bị Hoa Kỳ săn lùng nên đã buộc Al-Zawahiri phải ở lại các khu vực xa xôi thuộc các bộ lạc của Pakistan. Và đó có thể là đã làm cho hắn ta hạn chế cái hiệu quả lãnh đạo trong cái tổ chức Al-Qaeda. Rồi vào ngày tháng 1, vào ngày 1 tháng 4 năm nay nè quý vị, thì các nhân viên tình báo hàng đầu đã thông báo cho Hội đồng An ninh Quốc gia tại White House về chỗ ở của Al-Zawahiri và cách họ theo dõi hắn ta. Thì sau buổi họp á, CIA và các cơ quan tình báo khác đã làm việc chung để tìm hiểu thêm về thói quen trong cuộc sống hàng ngày của Al-Zawahiri. Một cái điều quan trọng á, là chưa bao giờ thấy hắn ta ra khỏi nhà, và dường như hắn ta chỉ hưởng cái không khí trong lành khi đứng hít thở trên ban công ở cái tầng lầu phía trên đó. Thì hắn ta sẽ ở trên ban công trong một thời gian rất là dài, và điều này sẽ giúp CIA dễ dàng để bắn hạ hắn. Al-Zawahiri tiếp tục những công việc sản xuất video trong ngôi nhà đó đó để phát tán cho mạng lưới Al-Qaeda. Thì một nhân viên cao cấp ẩn danh trong chính quyền Biden cho biết là khi thông tin tình báo được tường trình lên cho White House, nó đã được kiểm tra nhiều lần, bao gồm cả một nhóm các phân tích gia độc lập được giao nhiệm vụ xác định coi những ai đang ở trong cái căn nhà đó. Thì khi lên các kế hoạch tấn công á, thì các nhân viên tình báo đã kiểm tra coi loại hỏa tiễn nào có thể bắn vào Al-Zawahiri mà không gây thiệt hại lớn cho căn nhà hoặc ở khu vực chung quanh. Cuối cùng thì họ quyết định chọn hỏa tiễn Hellfire được dùng để giết một người thôi. Rồi vào ngày 1 tháng 7 năm nay nè, thì William Burns là giám đốc của cơ quan tình báo CIA và các nhân viên tình báo đã đệ trình kế hoạch lên cho Tổng thống Biden với mô hình của căn nhà. Thì trong cái buổi họp đó đó, Tổng thống Biden đã đặt rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như là về khả năng lợi hại của kế hoạch tấn công, và chính ông Burns đã phải tường thuật cho Tổng thống các chi tiết là ngay từ đầu làm thế nào mà các nhân viên tình báo đã tìm thấy Al-Zawahiri, và đến giai đoạn xác nhận đúng là hắn ta và kế hoạch sẽ giết bằng cách nào. Thì Tổng thống Biden đã yêu cầu phải có thêm nhiều phân tích khác nữa và yêu cầu Trung tâm chống khủng bố quốc gia cung cấp một bản tường trình độc lập về những ảnh hưởng của việc giết Al-Zawahiri ở cả Afghanistan và mạng lưới khủng bố toàn cầu. Thì Tổng thống Biden cũng hỏi về những nguy hiểm có thể xảy ra cho ông Mark Freerich, là một con tin người Mỹ đang bị quân Haqqani giam giữ. Rồi qua đến cái tháng 6 và tháng 7 vừa rồi đó, thì các giới chức tình báo đã họp thêm nhiều lần để thảo luận về các tin tức tình báo và phân tích thêm về những hậu quả xấu có thể xảy ra nếu tấn công. Rồi CIA lên kế hoạch để sử dụng drone là máy bay không người lái của chính CIA. Vì cơ quan CIA dùng drone riêng của mình, nên chỉ một số ít giới chức của Bộ Quốc phòng được mời vào để bàn thảo kế hoạch cho cuộc tấn công. Và nhiều giới chức quân sự cao cấp khác cũng chỉ biết về cuộc tấn công chỉ trong một thời gian ngắn trước khi mà được White House thông báo. Vào ngày 25 tháng 7 vừa rồi, thì Tổng thống Biden đã hài lòng với kế hoạch và ra lệnh cho CIA để tiến hành cuộc không kích khi thấy thời cơ sẵn sàng. Và sáng Chủ nhật vừa rồi ở Kabul, thì thời cơ đã đến. Một máy bay không người lái của CIA, tức là drone, đã tìm thấy Al-Zawahiri
al-Zawahiri trên ban công của cái căn nhà đó, và các chuyên gia của CIA đã khai pháo hai hỏa tiễn kết thúc cuộc săn đuổi kéo dài hơn hai thập niên. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của hai nhà báo Julian Barnes và Eric Smith trên báo The New York Cũng xin nói rõ thêm để quý vị hiểu về mạng lưới Hakini. Thì cái mạng lưới Hakini là một nhóm phiến quân du kích Hồi giáo Afghanistan được thành lập lấy tên từ cái gia đình Hakini. Và họ đã sử dụng chiến tranh du kích ở Afghanistan để chống lại các lực lượng Liên Xô trong những năm 1980 và các lực lượng NATO do Mỹ dẫn đầu và chính phủ Hồi giáo Afghanistan trong những năm mà Hoa Kỳ hiện diện ở Afghanistan. Nó được coi là một nhánh bán tự trị của Taliban và nó hoạt động mạnh nhất ở miền đông Afghanistan và qua biên giới ở phía tây bắc của Pakistan. Còn Taliban thì Taliban được thành lập vào đầu những năm 1990 bởi lực lượng du kích Hồi giáo Afghanistan để chống lại sự chiếm đóng của Liên Xô ở Afghanistan trong khoảng 1979 tới 1989 với sự hậu thuẫn bí mật của CIA và Cục Tình báo Liên Dịch vụ của Pakistan, tức là ISI. Thì cái Taliban nó cai trị khoảng 3 phần tư đất nước từ năm 1996 tới năm 2001, được Hoa Kỳ hậu thuẫn nhưng cũng bị Hoa Kỳ lật đổ sau khi mà Hoa Kỳ đem quân vào Afghanistan năm 2001 vì Tổng thống Bush lúc đó đã lên án là nó chứa chấp thủ lãnh của Al-Qaeda, và Al-Qaeda chính là thủ phạm của biến cố khủng bố 9/11. Hoa Kỳ đã rút quân và Taliban đã tái chiếm Kabul vào ngày 15 tháng 8 năm 2021, là năm ngoái đó. Sau nhiều năm nó nổi dậy và hiện giờ nó đang kiểm soát toàn bộ đất nước, mặc dù chính phủ của nó chưa được bất kỳ quốc gia nào công nhận. Và chính phủ Taliban đã bị chỉ trích vì hạn chế quyền con người ở Afghanistan, bao gồm quyền làm việc và giáo dục của phụ nữ và trẻ em gái. Sau đây thì tôi muốn chiếu cho quý vị xem một số hình ảnh của câu chuyện hôm nay. Thì trên màn hình đó là khu vực riêng biệt có căn nhà của Al-Zawahiri ở thủ đô Kabul, tức là cái khu mà Sherpur, là cái khu mà sang của thủ đô Kabul đó quý vị. Rồi đây đó là cận cảnh của cái vùng lân cận chung quanh khu nhà cao cấp mà Al-Zawahiri ở, mà ai cũng nhiều người cũng ao ước là có nhà ở trong cái khu sang trọng này. Và đây đó là căn nhà mà Al-Zawahiri ở. Quý vị thấy có cái ban công đó, cái ban công mà chắc đây là ban công ông ta hay ra ngồi để mà cầu nguyện đó quý vị, đọc sách và cầu nguyện. Và đây là cái hình chụp cái khói bốc lên từ cái căn nhà của Al-Zawahiri ở sau khi nó bị trúng hỏa tiễn đó. Và đây là cái hình mà trong phòng họp của Tổng thống Biden, và quý vị thấy cái hộp này không? Cái hộp này đó là nó chứa cái mô hình của cái căn nhà mà Al-Zawahiri ở đó. Đây là hình của Al-Zawahiri chụp với Osama bin Laden. Thì cái tay Al-Zawahiri này nè, thì hắn không có giàu và không có uy tín như bin Laden, nhưng mà Al-Zawahiri đã giúp cho bin Laden với chiến lược là phải tấn công dân Hồi giáo theo Tây phương, nhất là Hoa Kỳ, và đã dẫn đến các vụ khủng bố vào hai tòa đại sứ
của Hoa Kỳ ở Tanzania và Kenya vào năm 1998 và hàng không mẫu hạm USS Cole ở Yemen năm 2000. Thì đây là cái hình mà ở cái hồi ông còn trẻ đó, ông này đó là người Ai Cập, Al-Zawahiri là người Ai Cập và gia đình của Al-Zawahiri là thuộc thành phần trung lưu cao và ông ta là bác sĩ. Và đây là cái hình mà mới nhất của ông ta trước khi bị giết đó. Thì vào lúc mà 6 giờ 18 phút giờ địa phương đó, thì hai hỏa tiễn được bắn thẳng vào ban công, giết chết tươi Al-Zawahiri. Nhưng vợ và con gái của ông ta ở trong phòng ngay đó mà không bị hề hấn gì. Thì tất cả thiệt hại chỉ tập trung vào cái chỗ ban công mà thôi. Thì làm thế nào để Hoa Kỳ có thể tấn công một cách chính xác như vậy? Thì quý vị biết là trong quá khứ đó, Hoa Kỳ đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì các cuộc tấn công bằng drone chuyên môn bị lạc mục tiêu khiến cho thường dân bị thiệt mạng. Thì loại hỏa tiễn nào được sử dụng là cái yếu tố then chốt trong cái cuộc tấn công này, và đó là loại hỏa tiễn Hellfire được phóng thẳng từ drone. Quý vị thấy cái màn hình này, trên màn hình đó là cái này là cái drone và cái là đây là hai cái hỏa tiễn này. Thì lúc này là cái hỏa tiễn được phóng ra này. Thì cái đây là loại hỏa tiễn được phóng thẳng từ drone và nó được gọi đó là air to surface, tức là bắn thẳng từ trên không trung xuống mục tiêu, và nó luôn là loại vũ khí được dùng để tấn công dân khổ quân khủng bố ở nước ngoài trong nhiều thập niên kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cái hỏa tiễn này thì có thể được bắn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm có thể từ máy bay trực thăng, từ xe tăng, từ chiến hạm hoặc từ cánh của máy bay. Quý vị thấy cái này là nó hai cái hỏa tiễn này nó được gắn ở trong cánh máy bay và bắn thẳng từ cánh máy bay. Hoặc là trong cái trường hợp của Al-Zawahiri thì là từ drone, một máy bay không người lái, tức là cái này là cái máy bay không người lái là drone đó. Kính thưa quý vị, đây là bài kính thưa quý vị, đây là bài viết và bài mô tả về câu chuyện hạ thủ được tên khủng bố Al-Qaeda nguy hiểm nhất. Link của bài viết tiếng Anh luôn được kèm theo video này. Xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày thật bình yên.